Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với những ảnh từ sân vận động Bà Rịa, nơi chuẩn bị diễn ra trận đấu trong khuôn khổ của vòng 20 hạng nhất quốc gia giữa hai câu lạc bộ đội chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu và đội khách Phú Đồng. Lúc này trên bảng xếp hạng, các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 6 với 28 điểm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu mới chỉ đã có 18 trận và xét về mặt lý thuyết thì họ vẫn có thể tham gia vào cuộc đua để cạnh tranh suất thăng hạng V-League vào mùa sau cùng với các đối thủ như là Công an Nhân dân, Khánh Hòa, Phố Hiến và Quảng Nam. Và lúc này thì trên bảng xếp hạng, Công an Nhân dân đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 37 điểm. Nhưng họ đã chơi 20 trận, trong khi đó Khánh Hòa đứng ở vị trí thứ nhì với 36 điểm nhưng có lợi thế là còn 2 trận chưa đấu. Đối thủ của Bà Rịa Vũng Tàu ở trận đấu ngày hôm nay đó là các thủ Phú Đồng đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 10 với 18 điểm. Về mặt lý thuyết thì Phú Đồng vào lúc này đang hơn đội đứng cuối bảng đó là Bình Phước tới 6 điểm. Và khi mà giải đấu còn 3 vòng đấu cuối nữa thì lúc này có thể nói là vị trí của Phú Đồng là tương đối an toàn. Ở trận đấu ngày hôm nay, cả hai đội Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là Phú Đồng đều có 3 sự thay đổi so với đội hình xuất phát ở vòng đấu trước. Ở vòng đấu thứ 19 thì các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu đã có một trận hòa ngay tại sân Ninh Bình trước các cầu thủ Công an Nhân dân. Đó là một trận đấu mà khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cực kỳ đau đầu khi bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải. Trong khi đó thì các cầu thủ Phú Đồng đã để thua với tỷ số 0-3 trước các cầu thủ Khánh Hòa. Điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài gồm có trọng tài chính Nguyễn Anh Vũ, trợ lý 1 Nguyễn Văn Ý, trợ lý 2 Nguyễn Phước Thuận, trọng tài thứ 4 là ông Trần Văn Điền. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu trong trang phục áo màu đỏ, quần trắng, bám thành bên phía tay trái. Các thủ Phú Đồng trong trang phục thi đấu màu xanh, bám thành bên phía tay phải. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đội xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Đội hình của các thủ Bà Rịa Vũng Tàu gồm có thủ môn số 25 Anh Tuấn. Các trung vệ gồm có số 37 Ngọc Đức, số 4 Hoàng Phúc, số 5 Viết Phú. Hàng tiền vệ gồm có số 79 Huy Tín, số 14 Hoàng Thống, số 12 Hoàng Hưng, số 15 Phương Thịnh và số 21 Trung Thành. Hai cầu thủ trên hàng công là số 11 Duy Khánh và số 22 Văn Tám. Ở trận đấu ngày hôm nay, Văn Tám đã thay vị trí của Quỳnh Anh vắng mặt. Điểm xuất phát của các thủ Phú Đồng gồm có thủ môn số 1 Quang Đại, cao về số 12 Văn Thắng, số 13 Gia Bảo, số 5 Duy Bảo, số 18 Hồng Quân. Hàng tiền vệ gồm có số 16 Văn Văn, số 30 Long Nhật, số 24 Kỳ Anh, số 20 Văn Hùng và hai cầu thủ trên hàng công là số 67 Đình Hai và số 92 cầu thủ người Pháp gốc Việt Trọng Trí. Trên màn ảnh của các bạn là ông Nguyễn Vinh Phương, huấn luyện viên trưởng của đội chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu. Duy Bảo. Đây là pha chuyền bóng của Trọng Trí. Long Nhật đã có tình huống hơi chờ bóng của cầu thủ Phú Đồng. Đây là ông Nguyễn Quốc Bình, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Phú Đồng. Ông Nguyễn Quốc Bình là người đã có nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo và phát triển bóng đá trẻ của bóng đá Hà Nội. Chính ông Nguyễn Quốc Bình là người đã dẫn dắt lứa những cầu thủ sinh năm 96, 97 tại Hà Nội như là Quang Hải, Thành Trung. Gia Bảo. Đường truyền của Duy Bảo không tới được vị trí của Văn Thắng.
Văn Thắng. Sẽ có quả đá phạt dành cho cao thủ chủ nhà. Người vừa bị phạm lỗi đó là tiền đạo Duy Khánh. Đứng trước bóng và lúc này có Văn Thắng và Trung Thành. Hai cầu thủ chấn giữ hành lang bên phía cánh phải. Cú sút xa của Trung Thành. Vẫn là Trung Thành. Pha mở bóng hơi mạnh. Tuy nhiên bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của các thủ chủ nhà. Trong 3 năm trở lại đây, Bà Rịa Vũng Tàu trước đó với một loạt những sự đầu tư mạnh mẽ về mặt nhân sự, cùng với đó là những khoản tiền thưởng tốt, họ đã nổi lên như là một thế lực tại giải hạng nhất và đã có những thời điểm mục tiêu của Bà Rịa Vũng Tàu là giành suất để lên chơi tại V-League. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay có thể nói là về mặt lực lượng cũng như là về mặt mục tiêu và tham vọng, Bà Rịa Vũng Tàu khó có thể cạnh tranh cùng với các đội bóng có tiềm lực hoặc là có chiều dày về mặt nhân sự hơn. Đó là Công an Nhân dân hay là Khánh Hòa. Ở vòng đấu này, trận đấu sớm nhất giữa hai đội Công an Nhân dân và Quảng Nam đã kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh, Công an Nhân dân. Có thể nói là sự hiện diện của Phố Hiến trong top những đội bóng dẫn đầu tại giải nhất cho đến thời điểm này lại là một bất ngờ thú vị. Họ đang chen chân vào cuộc đua để cạnh tranh suất thăng hạng V-League vào mùa sau và tạo ra những kết quả có thể nói là rất bất ngờ đối với giới chuyên môn cũng như là các cổ động viên. Và tạt bóng của Hoàng Hưng. Long Nhật. Hồng Thống. Những phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Phú Đồng. Và lúc này các thủ chủ nhà đang tận dụng tốt lợi thế được chơi tại sân nhà và đang nắm quyền chủ động hơn so với các thủ khách trong những phút vừa qua. Có tiếng còi của trọng tài Anh Vũ trước khi mà Huy Tín thực hiện quả kiểm soát bóng. Chuyển của Kỳ Anh. Rất nguy hiểm. Vừa rồi là một tình huống treo bóng tốt và đã có pha áp sát của các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu ở vị trí cột 1.
Văn Hùng là người vừa bị phạm lỗi. Văn Hùng là cầu thủ đá thay vị trí của Anh Quốc trong trận đấu ngày hôm nay. Pha chuyền bóng của Trọng Trí. Trọng Trí là cầu thủ người Pháp gốc Việt như chúng tôi đã giới thiệu. Khi còn trẻ, anh đã từng tập ở đội trẻ của Lyon và sau đó chơi cho các câu lạc bộ bán chuyên tại các giải vô địch quốc gia của Pháp, Áo và Đức. Trọng Trí cũng đã từng có thời gian về nước để thử việc tại câu lạc bộ Khánh Hòa. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan tới chuyên môn cũng như là việc không có được quốc tịch Việt Nam đã khiến cho Trọng Trí không thể có được suất để chơi bóng tại câu lạc bộ Khánh Hòa. Sau đó thì anh cũng không thử việc thành công tại câu lạc bộ Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau một tháng tập luyện và thử việc tại câu lạc bộ Phú Đồng, thì khi mà câu lạc bộ Phú Đồng vẫn còn đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Trung Kiên, anh đã nhận được hợp đồng ngắn hạn và từ đó đến nay 20 vòng đấu đã trôi qua và Trọng Trí vẫn đang là thành viên của câu lạc bộ Phú Đồng. Văn Văn, Long Nhật, đường chuyền của Kỳ Anh. Và chuyền bóng của Hồng Quân, Trọng Trí. Đức Hai. Trọng Trí vẫn kịp. Vẫn là Trọng Trí. Pha tạt bóng tốt. Người đã có pha đánh đầu giải nguy đó là Hoàng Phúc. Bây giờ là cơ hội phản công dành cho các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Không vào. Tình huống băng ra của thủ thành Quang Đại nhưng không kịp tiếp cận với trái bóng. Duy Khánh đã có cơ hội để thực hiện cú đặt lòng trong chân phải. Nhưng bóng đi xoáy và đi chạy cột dọc không thành. Một cơ hội rõ ràng dành cho các thủ chủ nhà. Vừa rồi là một pha bóng mà thủ thành Quang Đại cũng đã tự tin khi băng ra ngoài vòng khu vực 16-50 và xét về mặt logic, có thể nói là tình huống băng ra vừa rồi của Quang Đại là hợp lý. Anh đã gây áp lực đối với Duy Khánh và buộc tiền đạo của đội chủ nhà phải đưa ra quyết định dứt điểm sớm và từ đó dẫn tới việc là không có điều kiện để có thể nắn nót tình huống dứt điểm. Ở những phút vừa qua, cầu thủ của cả hai đội đều đã có những pha chơi bóng tốt và đó đều là những tình huống chơi bóng giãn biên. Văn Dũng. Pha không chơi bóng nhịp một của Trọng Trí không được tốt và người vừa thu hồi bóng đó là Hoàng Hưng, đội trưởng của các thủ chủ nhà. Hoàng Thống. Hoàng Phú. Viết Phú. Thank you.
tuần. Thế trận mà lúc này đang trở lại sự cân bằng. Cả hai đội đều đang chơi có thể nói là khá thận trọng, rình rập và tìm kiếm những cơ hội để tổ chức phản công. Bà Rịa Vũng Tàu đã có một cơ hội rất rõ rệt để có thể ghi được bàn thắng. Với một tình huống chuyền dài vượt tuyến và Duy Khánh có cơ hội để đối mặt với thủ thành Quang Đại. Đáng tiếc là pha dứt điểm của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Kỳ Anh. Hoàng Thống. Phản công cho các thủ Phù Đồng. Lại là Trọng Trí. Ở những phút vừa qua, bóng đang được nhồi vào hành lang bên phía cánh trái, nơi mà Trọng Trí hoạt động khá là nhiều. Trọng Trí cũng đã có một pha thoát xuống đáy biên và thực hiện một cú căng ngang nguy hiểm vào trong khu vực 16-50. Kỳ Anh. Vẫn là Kỳ Anh. Văn Dũng. Đường truyền chuyển hướng tấn công của Văn Dũng lần này đã không chuẩn xác. Viết Phú. Quý Tín. Hoàng Hưng. Bà Rịa Vũng Tàu ở những phút vừa qua đang kiên trì cầm bóng và truyền ban, luân chuyển bóng một cách liên tục và thực hiện nhiều những đường truyền ở cự ly trung bình, chơi bóng sệt. Hoàng Thống. Đường truyền tốt của Hoàng Thống. Duy Khánh. Dứt điểm tiến đây. Vào, không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ chủ nhà nhưng vẫn chưa có bàn thắng. Đó là các pha dứt điểm của Huy Tín. Hai pha dứt điểm của Huy Tín bằng cả chân trái và chân phải. Đầu tiên là một pha bỏ bóng của Duy Khánh để cho Huy Tín dứt điểm. Tiếp đó là một tình huống đá bồi. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp. Người đã có pha băng lên và chuyền bóng rất hợp lý, đó là Lương Văn Hùng. Thống. Và trả bóng hơi mạnh của Duy Khánh. Quay lại đi.
Văn Dũng, Văn Tám. Long Nhật. Tới lượt mình, các cầu thủ Phú Đồng cũng đang cầm bóng chắc, làm giảm tốc độ trận đấu để làm giảm nhịp hưng phấn của các cầu thủ chủ nhà. Phương Thịnh. Việt Phú. Trung thành. Văn Tám. Và không chế bóng của Duy Khánh. Phá dứt điểm bằng chân trái của Duy Khánh vừa rồi đã đập vào người của Kỳ Anh. Phá băng lên và áp sát rất nhanh của tiền vệ trụ bên phía các thủ Phú Đồng. Kỳ Anh đã ngăn cản một tình huống dứt điểm nguy hiểm mà Duy Khánh có thể tạo ra đối với khung thành của thủ môn Quang Đại. Uy Tín. Và cả người tốt của Uy Tín trả về Tiến Ai, dứt điểm. Văn Tám vừa rồi đã có phần hơi vội vàng. Nếu như anh chủ động không chế bóng nhịp một và sau đó dứt điểm thay vì là đệm bóng ngay thì có lẽ là sẽ có một tình huống nguy hiểm hơn. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Văn Tám đã không chủ động để băng lên nửa nhịp bước chân đón đường trả bóng của đồng đội. Uy Tín vừa rồi đã có một pha cài người tốt. Văn Dũng. Nửa đầu của hiệp 1 trận đấu giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Phú Đồng. Trận đấu trong khuôn khổ của vòng 20 hạng nhất quốc gia. Tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Bà Rịa Vũng Tàu đã có hai tình huống nguy hiểm về phía khung thành của các thủ khách, nhưng cho đến thời điểm này, cả Duy Khánh cũng như là Văn Tám, hai tiền đạo bên phía các thủ Bà Rịa Vũng Tàu ở trận đấu ngày hôm nay đều chưa dứt điểm thành công. Như chúng tôi đã giới thiệu, ở trận đấu ngày hôm nay thì Văn Tám đã thay vị trí của Quỳnh Anh.
Vừa rồi thì đã có tình huống móc chân của Văn Văn đối với Phương Thịnh. Pha lấy bóng tốt của Kỳ Anh, phản công cho các thủ phụ động. Trọng Chí, bóng lập tức được mở sang bên phía cánh trái, nhưng lần này không phải là Trọng Chí mà thay vào đó là Đình Hai. Bóng dường như đã đập vào mặt của Hoàng Hưng. Người bị đau không phải là Hoàng Hưng mà đó là trung vệ Viết Phú. Vừa rồi làm tình huống mà trung vệ Viết Phú đã băng ra và bọc lót cho Hoàng Hưng. Đội trưởng của Bà Rịa Vũng Tàu đã không kịp thời lùi về. Kỳ Anh, Long Nhật. Người vừa tung ra cú dứt điểm đó là Văn Thắng. Thực hiện quả đá phạt góc cho đồng đội và phối hợp nhanh. Hoàng Hưng, một tình huống phối hợp đá phạt góc và nó khiến cho hàng phòng ngự của các thủ phụ động đã có một phần nào đó bị mất sự tập trung. Vẫn là các thủ Bà Rịa. Đã có cầu thủ của Bà Rịa Vũng Tàu ở tư thế việt vị khi bóng đẩy tới. Như vậy là bóng đã chạm vào người của Duy Khánh ở tư thế việt vị. Ngọc Đức. Viết Phú. Hoàng Phúc. Đường chuyền dài vượt tuyến của Ngọc Đức. Pha đi bóng không thành công là của Duy Khánh. Phương Thịnh. Pha chuyển hướng tấn công của Phương Thịnh. Đường chuyền hơi nhẹ nhưng ý đồ là tốt. Có khá nhiều khoảng trống ở hành lang bên phía cánh phải theo hướng tấn công của các thủ Bà Rịa Vũng Tàu trong pha bóng vừa rồi. Nhưng đáng tiếc là pha chuyền bóng bằng chân trái của Phương Thịnh là hơi nhẹ.
quân. Pha lùi về tìm bóng của Văn Hùng. Lại là Hồng Quân. Kỳ Anh. Long Nhật. Pha lên bóng của Phương Thịnh. Tình huống 3-3. Dứt điểm được. Cú sút bằng chân trái của Văn Tám, nhưng có vẻ như là tiền đạo của Bà Rịa Vũng Tàu đã ở tư thế việt vị. Vừa rồi là một tình huống mà các thủ Phù Đồng đã để mất bóng ở khu vực giữa sân rất nguy hiểm. Đáng tiếc là Văn Tám đã thoát xuống hơi sớm. Anh rõ ràng là đã đứng ở phía sau cầu thủ thấp nhất trong hàng phòng ngự của Phù Đồng để đón đường chuyền của đồng đội. Nhiệt độ trên sân tại sân Bà Rịa vào lúc này là 31 độ C. Độ ẩm gần 70%. Đây là một điều kiện thi đấu không thực sự lý tưởng cho cầu thủ của hai đội. Như chúng tôi đã nói, vào lúc này Bà Rịa Vũng Tàu mặc dù đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, nhưng họ mới đá có 18 trận và về mặt lý thuyết thì họ vẫn còn có cơ hội để có thể chen chân vào trong top cạnh tranh suất thăng hạng V-League. Lúc này cao thủ Bà Rịa Vũng Tàu đang có 28 điểm. Tại giải hạng nhất cho đến thời điểm này, có 3 đội bóng mới đá 18 trận, đó là các đội Bà Rịa Vũng Tàu, câu lạc bộ bóng đá Huế và câu lạc bộ Khánh Hòa. Như chúng tôi đã giới thiệu, vào lúc này trong số những đội bóng đang cạnh tranh suất để lên chơi V-League vào mùa sau thì Khánh Hòa lại đang là đội bóng có ưu thế nhất khi mà họ đang đứng ở vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng. Nhưng hiện tại họ mới chơi có 18 trận. Và điểm số của các thủ Khánh Hòa vào lúc này chỉ kém 1 điểm so với Công an Nhân dân, đội bóng đang đứng đầu tại bảng xếp hạng giải nhất. Văn Thắng. Pha cắt bóng tốt. Ngọc Đức. Văn Tám. Lại là Văn Thắng. Viết Phú. Uy Tín. Cú chặt bóng tốt của Viết Phú. Đáng tiếc là ở tình huống tiếp bóng sau đó, cú chạm bóng nhịp một của trung thành, bóng đã nảy ra hơi dài. Thank you.
Văn Thám, Trung Thành, chậm mất rồi. Đưa cơ hội vào. Như vậy là đã có bàn thắng cho các thủ Bà Rịa Vũng Tàu và người ghi bàn đó là Duy Khánh. Ở tình huống vừa rồi tưởng như là Trung Thành sẽ trả bóng ngược về tuyến hai để chờ Ngọc Đức băng lên và thực hiện một pha treo bóng bẩm. Nhưng ở tình huống này Trung Thành lại có một pha đẩy bóng bất ngờ tăng tốc và sau đó tạt bóng. Và ở tình huống này thì rõ ràng là hàng phòng ngự của các thủ Phù Đồng đã bị chững lại một nhịp. Họ không theo người trong pha bóng mà Trung Thành bứt tốc độ và căng ngang vào trong. Không có một ai theo kèm đối với Duy Khánh. Có 3 cầu thủ áo xanh ở trong khu vực 5m50 nhưng lại không có ai theo kèm đối với Duy Khánh. Và để cho tiền đạo của Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện một cú đệm bóng ở cự ly cận thành. Một tình huống đệm bóng đập đất và nó không có cơ hội nào để cho Quang Đại có thể ngăn cản được. Như vậy là ở vào thời điểm khi mà hiệp 1 còn khoảng chừng 10 phút nữa là kết thúc thì các thủ Bà Rịa Vũng Tàu đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước. Đây là một kết quả phần nào cũng phản ánh đúng cục diện của trận đấu trong những phút thi đấu vừa qua. Các thủ Bà Rịa Vũng Tàu là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, chơi chủ động hơn sang bên phần sân của Phù Đồng. Trọng Chí. Hoàng Phúc, Hoàng Thống, trong khoảng 10 phút thi đấu vừa qua, các thủ Bà Rịa Vũng Tàu đã kiên trì thực hiện những pha điều bóng ra biên, đặc biệt là hành lang bên phía cánh trái. Trung Thành và phối hợp chồng biên cùng với Ngọc Đức không thành công. Phương Thịnh, Trung Thành, lỗi rồi. Tình huống đẩy người từ phía sau của Trung Thành. Đường truyền tốt, Trọng Chí. Vẫn là Trọng Chí. Pha nhả bóng cho đồng đội. Người tạt bóng là Hồng Quân. Từ đầu trận đấu tới giờ đây mới là lần đầu tiên Hồng Quân có một pha dâng cao để phối hợp cùng với Trọng Chí. Lỗi rồi. Tình huống phạm lỗi của Phương Thịnh, người bị đau đó là Long Nhật. Đây là pha bóng mà Phương Thịnh đã có một pha vào bóng quá sâu so với cầu thủ của đối thủ. Đầu gối của Phương Thịnh đã va vào đùi của Long Nhật và đó là lý do mà trọng tài cắt còi. Kỳ Anh, Văn Thắng, Văn Văn. Kỳ Anh,
Long Nhật. Đường chuyền của Văn Dũng hơi mạnh. Huy Tín mở sang cánh trái. Không được. Huy Tín vừa rồi đã chậm mất nửa nhịp khi anh định thực hiện cú chuyển hướng tấn công. Lại là Huy Tín. Pha cài người không thành công. Đường chuyền rất thoáng. Cô ơi, chậm mất rồi. Pha chuyền bóng của Long Nhật cho đồng đội của mình băng lên, nhưng đó là một tình huống mà Long Nhật đã chuyền bóng hơi mạnh. Pha phản công vừa rồi của cao thủ Phù Đồng lẽ ra có thể kết thúc với một hiệu quả cao hơn. Đó là một tình huống mà hành lang bên phía cánh trái của các thủ Bà Rịa Vũng Tàu đã bị hở sườn hoàn toàn. Ngọc Đức, Trung Thành, rất đáng tiếc cho các thủ Phù Đồng. Họ đã có cơ hội để có thể giải quyết được, tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa ngay trong hiệp 1 này. Đó là pha bóng mà nếu như chuyền bóng nhẹ hơn một nửa nhịp thôi thì Long Nhật đã có thể giúp cho đồng đội của mình ở một tư thế thoải mái đối mặt với thủ thành Anh Tuấn và có cơ hội để ghi bàn. Thẻ vàng vừa được rút ra dành cho trung vệ Đức Huy. Người đã bị ngáng chân đó là Trung Thành. Khi còn thi đấu, huấn luyện viên trưởng của đội Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Minh Phương là một trong những cầu thủ chuyên thực hiện những quả đá phạt, và anh có thể nói sở hữu những quả đá phạt bằng lòng trong chân phải cực kỳ nguy hiểm. Nguyễn Minh Phương xuất thân vốn là một hậu vệ cánh phải. Dưới thời của huấn luyện viên Henrique Calisto thì ông Calisto đã đẩy Minh Phương lên chơi ở vị trí tiền vệ, và từ vị trí hậu vệ cánh phải bó vào trong trung lộ để chơi như là một tiền vệ trung tâm. Khá nguy hiểm. Bóng vừa rồi đã chạm vào tay của Quang Đại và sau đó đập vào mép trên xà ngang. Hầu như vậy là trọng tài Anh Vũ xác định là bóng không chạm tay của Quang Đại mà thay vào đó chỉ chạm vào mép trên xà ngang. Người đã có cú dứt điểm thiếu chút nữa nâng tỷ số lên 2-0 đó là đội trưởng Hoàng Hưng. Trọng tài Anh Vũ vừa nhìn đồng hồ, tuy nhiên thời gian để cho hai đội thi đấu vẫn còn khá nhiều, chưa kể thời gian bù giờ. Về thời gian kiểm soát bóng, về thế trận và số cơ hội dứt điểm cầu môn nguy hiểm ở trong hiệp 1 này, Bà Rịa Vũng Tàu rõ ràng là xứng đáng để đang dẫn trước các cầu thủ Phù Đồng với tỷ số 1-0. Lẽ ra tỷ số có thể cao hơn được nữa nếu như Duy Khánh có một pha dứt điểm chuẩn xác khi đối mặt với Quang Đại, nếu như Văn Tám không quá vội vàng khi đệm bóng bằng lòng trong chân trái và nhẹ cũng như là không chính xác sau đường trả bóng của Huy Tín. Chưa kể tới cú sút phạt trực tiếp của Hoàng Hưng. Anh đã đưa bóng vượt qua hàng rào phòng ngự của Phú Đồng, đánh bại được thủ thành Quang Đại, nhưng lại đưa bóng đi chạm vào mép trên xà ngang khung thành. Hoàng Thống.
Phương Thịnh, Trung Thành. Vừa rồi làm tình huống xử lý bóng không tốt, bóng đi lập bập. Hoàng Hưng pha mở bóng cho Huy Tín, không chế được rồi. Đánh đầu! Người vừa có tình huống đánh đầu là Phương Thịnh lại có một tình huống thoải mái thực hiện một cú đánh đầu ở trong vòng cấm. Rất may cho cao thủ Phù Đồng, cú đánh đầu của Phương Thịnh vừa rồi lại đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Quang Đại. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Không có một ai theo kèm Phương Thịnh. Rất thoải mái thực hiện cú đánh đầu. Trung Thành. Pha xử lý tốt của Trung Thành. Ngọc Đức. Không chế bóng như vậy. Hàng phòng ngự của Phù Đồng đang chơi có thể nói là thiếu sức bọc lót. Bóng được treo qua đầu của Đức Huy. Không có ai theo kèm và trong tình huống vừa rồi thì Văn Tám hãm bóng nhịp một bằng ngực. Nhưng rất may cho cao thủ khách là Đức Huy đã kịp thời sửa sai. Anh lùi lại và can thiệp khiến cho cú dứt điểm bằng chân trái của Văn Tám đã không có uy lực và cũng không chuẩn xác. Như vậy là thời gian bù giờ của hiệp 1 là 3 phút. Ngọc Đức. Đáng tiếc cho các thủ Bà Rịa Vũng Tàu khi mà họ chỉ có một bàn thắng vào lưới của Phù Đồng ở trong hiệp 1 của trận đấu này. Và cũng đáng tiếc cho đội khách khi mà cơ hội phản công sắc bén nhất của họ ở trong hiệp 1 đã kết thúc bằng một đường chuyền có phần hơi mạnh. Hoàng Hưng. Hoàng Hưng và Trọng Trí. Lại là Hoàng Hưng, tỉa bóng hơi nhẹ. Đình Hai lỗi rồi. Pha cao chân của Viết Phú đối với Đình Hai. Không phải là Đình Hai. Người bị đau có lẽ là Kỳ Anh. Như vậy là chính xác và lúc này theo quan sát của chúng tôi, Văn Hùng mới là người bị đau sau tình huống cao chân của trung vệ Viết Phú. Như tôi đã giới thiệu, Văn Hùng là người đã thay vị trí của Anh Quốc. Cầu thủ ở trận đấu ngày hôm nay đã không được đăng ký vào sân ngay từ đầu. Phương Thịnh, Hoàng Phúc, những tình huống chuyền bàn ở cự ly ngắn, cầm bóng chắc và chờ tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài Anh Vũ. Văn Tám đang nằm đau. Các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động phá bóng ra ngoài biên. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài Anh Vũ đã thổi còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên hiệp 1 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và Phù Đồng. Với kết quả là cao thủ Bà Rịa Vũng Tàu đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 của trận đấu này được thực hiện ở phút thứ 34 do công của Duy Khánh với một pha triển khai bóng ở biên trái và sau đó là một đường tạt bóng tốt của Trung Thành để cho Duy Khánh đệm bóng ở cự ly cận thành. Hiệp 1 của trận đấu này lẽ ra đã có tỷ số cao hơn và có số bàn thắng nhiều hơn nếu như các chân sút của Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là Phù Đồng tận dụng được những cơ hội mà họ tạo ra
Bây giờ chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu. Thời. Không được. Vẫn là Di Mario. Dứt điểm. Vào. Cầu thủ ghi bàn không ai khác lại là hậu vệ phải Hồ Tấn Tài, người con của Bình Định. Sau rất nhiều năm không chơi cho đội bóng quê hương thì Hồ Tấn Tài đã trở về với Top Melem Bình Định. Và hôm nay một lần nữa anh lại ghi bàn. Bàn thắng thứ hai của Hồ Tấn Tài ở mùa giải năm nay. Thật sự Hồ Tấn Tài là một hậu vệ, nhưng cảm giác và không gian ghi bàn của Hồ Tấn Tài thì thực sự là rất nổi bật. Sân Quy Nhơn gần như nổ tung sau bàn thắng vừa rồi của Hồ Tấn Tài. Ở mùa giải trước thì Hồ Tấn Tài là một hậu vệ, nhưng anh cũng đã có 3 bàn thắng tại V-League năm 2020 cho BKMX Bình Dương. Và ở mùa giải năm nay mới chỉ qua 4 vòng đấu thôi thì Hồ Tuấn Tài đã có cho mình 2 bàn thắng. Số bàn thắng mà nhiều tiền đạo còn phải ao ước. Quá đẳng cấp. Thật sự là quá đẹp. Các tiền đạo nếu xem tình huống dứt điểm này của Hồ Tuấn Tài thật sự thì còn phải học rất nhiều. Thí Sơn dứt điểm 3-2. Thêm một lần nữa hình ảnh này cho thấy sự thất vọng cực kỳ của huấn luyện viên Petrovic. Hoàng Anh đã khiến cho đôi chân của huấn luyện viên Petrovic không còn đứng được nữa, ông đã đổ sụp bên ngoài đường biên. Một tình huống dứt điểm từ tuyến này, không một cầu thủ đánh chặn nào của Đông Hoàng Thanh Hóa ngăn chặn. Chúng ta xem lại tình huống chuyền bóng của Phi Sơn, không một ai chọc kèm Lý Công Hoàng Anh cả. Các tiền vệ đánh chặn của câu lạc bộ Đông Hoàng Thanh Hóa đã để quên Lý Công Hoàng Anh trong pha bóng này. Đó là vai trò của Hữu Dũng, là của Lê Phạm Thành Long và cả của Pinto nữa. Dứt điểm quá thoải mái luôn. Và ngay sau pha dứt điểm này, ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2, huấn luyện viên Petrovic đứng không còn vững. Pha dứt điểm thực sự là quá hay. Đây là hình ảnh mà chúng tôi đang đề cập đến, đó là sự thất vọng. Quốc Vương và Paulo Pinto. Quốc Vương bàn thắng dành cho Đông Hà Thanh Hóa và đội khách vươn lên dẫn 1-0. Một pha đá phạt quá đẹp mắt của Quốc Phương. Đó là bàn thắng thứ 16 của Đông Á Thanh Hóa mùa này. Họ nằm vào trong top các đội bóng có hàng tấn công tốt nhất. Niềm vui của suýt các cổ động viên Thanh Hóa đang có mặt trên sân vận động Quy Nhơn. Và lần thứ hai liên tiếp trên sân nhà đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng bị đối phương vươn lên dẫn trước. Vẫn là một quả đá phạt. Vòng đấu thứ 9 là quả đá phạt của Hoàng Đức, câu lạc bộ Viettel. Và vòng đấu này là quả đá phạt trực tiếp của Quốc Phương. Môn Vũ Tuyên Quang đã làm tất cả nhưng không thể ngăn chặn được bàn thắng vô cùng đẹp mắt này. Đó là pha lập công thứ hai của Lê Quốc Phương mùa này. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bàn thắng của Lê Quốc Phương. Bóng đi vào góc khó. Ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Đông Á Thanh Hóa đã vượt lên. Của BKMX Bình Dương, Tô Văn Vũ xuất ra, tuyệt vời. Đó là một cú đá rất bất ngờ, ngay cả bản thân tôi cũng đã bất ngờ khi Tô Văn Vũ quyết định tung ra cú đá ở cự ly như vừa rồi. Một pha bóng mà cựu đội trưởng của BKMX Bình Dương không thường xuyên thực hiện ở mùa giải năm ngoái, nhưng lần này anh đã tự tin tung ra một cú đá rất kỹ thuật. Ở phút thứ 15, Tô Văn Vũ đã có bàn thắng nâng tỷ số lên, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Một pha ghi bàn đẳng cấp, rất kỹ thuật và đẹp mắt. Ở cú đá thứ hai của đội chủ nhà thì BKMX Bình Dương đã có bàn thắng mở tỷ số. Thực sự là khó trách Thanh Diệp trong pha bóng này.
Tô Văn Vũ đã có một pha xử lý hay, rất quyết đoán, một pha dẫn bóng và sút bóng theo đúng kiểu Ronaldo từ cánh trái lắc vào trung lộ và tung ra cú đá bu lay má. Pha ra chân rất nhanh, bóng đi căng và lạng. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng lại cú đá này, một cú đá đúng theo kiểu Ronaldo, bóng đi căng và sau đó thì cụp xuống một cách rất nhanh, vượt ra khỏi tầm. Ít phút trước chúng ta còn thấy Đình Châu nằm trên sân và cần đến sự Phạm Văn Đức. Nguy hiểm, tuyệt vời, siêu phẩm của Phạm Văn Đức, không thể có gì tả được với niềm vui của Văn Đức lúc này. Màn trình diễn có thể nói là 10 điểm trọn vẹn của Văn Đức, cho dù lúc này mới là phút thứ 65 của trận đấu. Một mình Phạm Văn Đức đã đánh bại Eleven Đà Nẵng với hai siêu phẩm. Trước sự bất lực của thủ thành Tuấn Mạnh, ngay cả việc mà đưa ra quyết định giảm dứt điểm ở vị trí mà Phạm Văn Đức đang có cũng là một điều quá tuyệt vời. Và không những thế, anh còn biến những suy nghĩ, những hành động của mình thành hiện thực một cách hoàn hảo. Bàn thắng quá đẹp của Phạm Văn Đức, cú cứa lòng mẫu mực về phía góc cao, bóng đập vét trong cột dọc và bắn thẳng vào lưới. Bản thân tôi cũng không nghĩ rằng Phạm Đức có thể dứt điểm trong pha bóng vừa rồi. Nhưng pha xử lý thực sự là mẫu mực và xem đi xem lại không biết chán. Chặt bóng bằng chân trái. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa. Hãy lắc im và chiêm ngưỡng. Cả hai bàn thắng của Phạm Đức đều là hội tụ của những tinh hoa. Một trận đấu như thế này thì họ sẽ nghiên cứu nhau rất kỹ. Xuân Trường, một công dành cho Hoàng Gia Lai. Đội trưởng của Hoàng Gia Lai đã lên tiếng và giúp cho Kiev Tỷ Sắc mang lại niềm vui cho các cổ viên phố núi. Tỷ số là 1-0 trước cả hai đối thủ mà ban lãnh đạo của Hoàng Gia Lai nói rằng họ cần phải vượt qua để chứng tỏ rằng mình có phải là ứng cử viên hay không. Là SHB Đà Nẵng và Hà Nội thì bàn thắng mở tỷ số đều đến từ những tiếng sút xa. 1-0 Lương Xuân Trường. Đó là pha lập công đầu tiên của trận đấu được rất nhiều người chờ đợi này. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa tình huống sút xa của Lương Xuân Trường. Dứt điểm hóc để đánh bại thủ môn Bùi Tấn Trường. Đó cũng là cự ly mà Văn Toàn đã ghi bàn vào lưới của Tuấn Mạnh trên sân vận động Hòa Xuân. Và đó là giải pháp mà huấn luyện viên Kiatisak đã động viên các học trò của mình cần phải tự tin và quyết đoán hơn để tìm kiếm cơ hội dành cho mình. Vẫn đang là đội bóng áo vàng. Đó sẽ là một tiếng dứt điểm từ xa. Bàn thắng dành cho Nam Định. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Cơ hội đầu tiên của họ ở trong trận đấu ngày hôm nay đến từ một tiếng sút xa. Và bây giờ thì bàn thắng đầu tiên của họ cũng đến từ một bóng như vậy. Niềm vui lần đầu tiên cho các cổ động viên Nam Định trước khi Hoàng Xuân Tân có tình huống dứt điểm từ xa. Thì một pha va chạm mang tính chất giữ chân của cầu thủ áo trắng đã tạo ra khoảng trống cho Hoàng Xuân Tân. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống sút xa thành bàn của Hoàng Xuân Tân. Sau một nhịp quan sát, Hoàng Xuân Tân đã quyết định. Dario Junior. Dario Junior, pha solo của Junior. Rất nguy hiểm, tỷ số là 2-0, một pha solo tuyệt vời của Dario Junior. Thi đấu tương đối bế tắc và nhạt nhòa trong suốt quãng 70 phút thi đấu. Nhưng Dario Junior đã có một pha solo tuyệt vời. Những cầu thủ Brazil thường là như vậy. Họ thi đấu mang đậm tính chất biểu diễn, nhưng đó lại là những gì mà người hâm mộ được hưởng lợi. Một pha solo qua 5-6 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của Dario Junior. Những pha chơi bóng thiếu quyết liệt của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
phần nào họ sợ phạm lỗi trong cuộc 16m50. Chúng ta cùng trở lại pha đi bóng của Daro Junior. Hai cầu thủ, 3 4, một pha dứt điểm treo góc đánh bại Dương Quang Tuấn. Lần này sẽ là quả đá phạt của Hoàng Đức. Rất nguy hiểm, bàn thắng dành cho Việt Theo. 1-0 dành cho đội khách. Hoàng Đức là người đã tạo ra tính đột biến với quả đá phạt của mình. Bóng đi thẳng về khung thành của thủ môn Vũ Tuyên Quang. Tình huống phạt đáng sai của thủ môn đã chơi rất hay ở vòng đấu trước. Cuối cùng thì Việt Theo cũng đã có được bàn thắng để vươn lên. Một pha bóng cố định đã giải quyết tất cả. Và tính bất ngờ được tạo ra từ cái chân trái của Hoàng Đức. Bàn thắng đầu tiên của Hoàng Đức tại V-League mùa này. Tính bất ngờ đã được tạo ra từ quả đá phạt vừa rồi. Cú đá thẳng với khung thành đối phương. Và chắc chắn là huấn luyện viên Đức Thắng sẽ phải có sự thay đổi ngay lập tức. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú chào bóng này của Hoàng Đức. Quả bóng đã tạo ra sự bất ngờ. Thủ môn Vũ Tuyên Quang đã có một bước bắt bài cho một pha bóng phối hợp. Nhưng Hoàng Đức thì dứt điểm thẳng về khung thành của Top Line Bình Định. Tỷ số là 1-0. Thank you.
ta cùng quay trở lại với sân vận động Bà Rịa để theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và Phù Đổng. Trận đấu trong khuôn khổ của vòng 20 giải hạng nhất quốc gia. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về các thủ chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu với bàn thắng được ghi do công của Duy Khánh. Ở trong hiệp 1 của trận này thì cả Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là Phù Đổng đều đã có những cơ hội rõ rệt để có thể ghi được bàn thắng vào lưới của nhau. Ngoài bàn thắng của Duy Khánh thì Văn Tám trong hiệp 1 của trận này cũng đã có hai cơ hội. Một tình huống anh đón đường trả bóng của Huy Tín và đệm bóng bằng chân trái nhưng bị hụt. Và ở tình huống thứ hai thì Văn Tám đã có một pha hãm bóng bằng ngực sau một tình huống phá bóng hụt của trung vệ Đức Huy. Tuy nhiên sau đó thì trung vệ của Phù Đổng đã kịp thời quay lại và can thiệp, khiến cho Văn Tám không thể có một pha dứt điểm nguy hiểm. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì ngoài tình huống ghi bàn, Duy Khánh cũng đã có một cơ hội đối mặt với thủ thành Quang Đại khi mà các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu có cơ hội tổ chức phản công. Tuy nhiên pha đệm bóng bằng lòng trong chân phải của Duy Khánh đã đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành. Ngoài ra thì ở trong hiệp 1, Hoàng Hưng cũng đã có một pha sút phạt. Như vậy tỷ số được nâng lên thành 2-0. 2-0 cho các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Người vừa có bàn thắng để nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu là cầu thủ được tung vào sân ở đầu hiệp 2, đó là Nguyễn Văn Thạnh. Chúng ta cùng xem lại pha chơi bóng hướng vị trí cột 2. Và ở tình huống này thì Văn Thạnh đã phá bẫy việt vị. Anh không hề ở tư thế việt vị để thực hiện cú đón bóng và lắc đầu đưa bóng vào khung thành khi mà Quang Đại đã băng ra và không chọn đúng điểm rơi của trái bóng. Khó khăn lại chồng chất đối với đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Bình khi mà cách biệt vào lúc này đã được nâng lên thành 2 bàn. Cho coi đi em, cho coi đi, lui em, cho coi vô ơi, lui đi, ok đứng đây đi, ok nhặt đây, còn vô ơi. Văn là người thực hiện quả đá phạt cho cao thủ Phù Đổng. Bóng được treo hướng vị trí cột 2. Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 2 này, cao thủ Bà Rịa Vũng Tàu đã nới rộng khoảng cách. Ở trong hiệp 1 của trận đấu thì Hoàng Hưng đã có một cú sút phạt trực tiếp rất nguy hiểm. Anh đánh bại được hàng rào phòng ngự cũng như là thủ môn Quang Đại của Phù Đổng. Tuy nhiên bóng chỉ liếm vào mép trên ra ngang thành và nảy ra. Ở tình huống dẫn tới bàn thắng thứ hai của các thủ chủ nhà thì cũng xuất phát từ quả treo bóng có điểm rơi chuẩn xác. Bóng ở một vị trí mà khi băng ra rõ ràng là Quang Đại thất thế hơn so với các cầu thủ của Bà Rịa Vũng Tàu trên đà băng vào để đón bóng. Quang Đại đã chọn điểm rơi không chuẩn xác và trên thực tế là anh chậm hơn nửa nhịp so với cầu thủ của đội chủ nhà. Văn Thạnh đã chọn đúng điểm rơi của trái bóng và lắc đầu để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Don't look.
cách biệt hai bàn và lại phải đang thi đấu tại sân của Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một khó khăn, một thách thức rất lớn đối với các thủ Phù Đồng. Pha đi bóng của Hoàng Hưng, Trung Thành. Ngọc Đức rất thoáng, dứt điểm, cắt vào. Tuyến ơi, sút bóng hụt, dứt điểm nhà về Tuyến ơi, không được. Thiếu chút nữa là đã có bàn thắng thứ 3 cho các thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Một pha đổ người và cản phá xuất sắc của Quang Đại, nhưng lại là một tình huống cơ hội nữa. Dứt điểm, 3-0 rồi. 3-0 cho Bà Rịa Vũng Tàu rồi. Và đó là một cú đúp dành cho Duy Khánh. Ít phút trước, Quang Đại đã có một pha đổ người và cứu thua xuất thần. Nhưng ở tình huống cài người tì đè làm tường vừa rồi của Duy Khánh, và sau đó xoay người dứt điểm bằng chân trái, bóng đi vào góc cao khung thành, và đúng là không có cơ hội nào để cho Quang Đại có thể kịp thời cứu thua lần thứ hai. Có vẻ như các cầu thủ Phù Đồng đang bị vỡ trận sau khi họ để thua ngay ở những phút đầu tiên từ quả đánh đầu của Văn Thạnh. Dứt điểm được, chân trái. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Những phút đầu tiên của hiệp 2 trận đấu này đang bùng nổ những bàn thắng. Hai bàn được ghi cho Bà Rịa Vũng Tàu và một bàn được ghi cho đội khách. Như vậy Văn Văn là người đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho các thủ Phù Đồng. Trong vòng chưa đầy 2 phút đã có hai bàn thắng được ghi cho mỗi đội. Ngay sau tình huống dứt điểm bằng chân trái của Duy Khánh nâng tỷ số lên 3-0 thì Văn Văn cũng có một pha đáp trả với một pha dứt điểm cũng bằng chân trái, cũng sau một tình huống tì đè cài người làm tường, và sau đó dứt điểm bằng chân trái để hạ gục thủ môn Anh Tuấn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Và với tốc độ ghi bàn như thế này thì ai dám chắc rằng tỷ số cuối cùng của trận đấu sẽ là 3-1. Pha dứt điểm quá nhẹ của Trọng Trí. Đường chuyền của Hoàng Phúc, Ngọc Đức, Duy Khánh. Ở phía trong, Văn Thạnh đang di chuyển. Mười phút của hiệp 2 trôi qua, lúc này đã có thêm 3 bàn thắng được ghi trong 10 phút đầu tiên của hiệp 2. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này thì cao thủ Bà Rịa Vũng Tàu trong trang phục áo đỏ quần trắng, Bà Âm Thành bên phía tay phải,
Phú Đẩm trong trang phục thi đấu màu xanh Bảo Yên Thành bên phía tay trái. Ở đầu hiệp 2 thì bên phía cao thủ Bà Rịa Vũng Tàu đã có một sự thay đổi người. Văn Tám là người rời sân để nhường chỗ cho Văn Thạnh. Ngay sau khi được tung vào sân ngay ở phút thứ 47, Văn Thạnh đã có pha bật cao đánh đầu để nâng tỷ số lên 2-0. Duy Khánh nâng tỷ số lên 3-0 ít phút sau đó. Nhưng lập tức Văn Văn có một pha dứt điểm để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Tuy nhiên chưa biết được là liệu cao thủ Phù Đồng có tận dụng được sự phấn khích sau khi có được bàn thắng rút ngắn tỷ số hay không. Thời gian vẫn còn rất nhiều ở phía trước. Và trả bóng của Trọng Trí. Đức Huy. Đội hình của Phú Đẩm vào lúc này đang dồn lên rất cao. Nhưng đồng thời nó cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi. Nếu như họ không kiểm soát tốt khu vực giữa sân, sẽ có cơ hội và rất nhiều khoảng trống để cho các thủ Bà Rịa Vũng Tàu khai thác từ những tình huống chuyền dài vượt tuyến và tổ chức phản công nhanh. Đây là một ví dụ. Không có lỗi. Như vậy là theo quan sát của chúng tôi, ở đầu hiệp 2 của trận đấu này, bên phía cao thủ Phú Đồng cũng đã có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 7 Thành Tài đang xuất hiện ở trên sân. Và nếu chơi ở vị trí như thế này thì có lẽ là anh vào thay cho Văn Thắng, cầu thủ mang áo số 12. Bên phía đội chủ nhà vừa có thêm sự thay đổi người, Ngọc Hùng vào sân. Ngọc Hùng vào sân để thay cho Ngọc Đức. Bên phía cao thủ khách cũng có sự thay đổi người. Cầu thủ người Pháp gốc Việt Trọng Trí rời sân để nhường chỗ cho Trần Vương, cầu thủ mang áo số 43. Rõ ràng là với những gì mà Trọng Trí đã thể hiện trong đội hình của Phú Đồng ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì sẽ rất khó để cho cầu thủ này tìm được cơ hội để chơi bóng tại V-League. Về mặt năng lực chuyên môn, rõ ràng là Trọng Trí vẫn còn có những hạn chế cả về tốc độ cũng như là kỹ thuật và tư duy chơi bóng. Các thủ Bà Rịa Vũng Tàu vừa có hành vi chơi bóng fair play, họ trả bóng lại cho các thủ Phú Đồng. Thành Tài. Hồng Quân. Kỳ Anh. Ôi,
Thành Tài. Đội hình của Phú Đổng vẫn đang chủ động đẩy lên rất cao, trong khi cao thủ Bà Rịa Vũng Tàu cũng phải lùi sâu để tổ chức phòng ngự với số đông. Thêm một sự thay đổi người nữa. Người rời sân là trung vệ Ngô Văn Dũng và vào thay là cầu thủ mang áo số 83 Nguyễn Văn Thủy. Theo quan sát của chúng tôi, bên phía các thủ Phú Đổng cũng có một sự thay đổi người nữa. Đó là sự thay đổi người mang thứ tư. Cầu thủ mang áo số 88, Anh Quốc đã được tung vào sân. Anh Quốc vào lúc này đang chơi vị trí tiền vệ trung tâm trong đội hình của Phú Đổng. Có vẻ như là Anh Quốc đã thay vị trí của Kỳ Anh. Hoàng Phúc, Trung Thành. Như vậy là sau khi Ngọc Đức rời sân, Trung Thành đang được kéo lùi về chơi vị trí hậu vệ cánh trái. Văn Thành, pha di chuyển của Duy Khánh, tuyến 2. Pha không chế bóng, nhịp 1 không tốt của Hoàng Hưng, vẫn là Hoàng Hưng. Pha chế bóng rất khó chịu. Trả về tuyến này, Trung Thành. Phương Thịnh. Tuổi đời trung bình của các thủ Phú Đổng là 22.8 tuổi. Như vậy là có thể thấy đội hình tuổi trung bình của cao thủ khách ở trận đấu ngày hôm nay còn rất trẻ. Điều đó cũng đương nhiên là kinh nghiệm thi đấu của họ vẫn còn bị hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên, một đội bóng với nhiều cầu thủ trẻ như thế này thì lại phù hợp với phong cách và phương pháp làm việc của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Bình. Một người như tôi đã giới thiệu, có thâm niên nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo và phát triển bóng đá trẻ của Hà Nội. Tập đoàn LS. Bác Phố. Pha trả bóng về hơi nhẹ của Viết Phú. Trần Vương. Văn Văn. Chân trái. Cú sút bằng chân trái bất ngờ của Văn Văn. Thiếu chút nữa là có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Bóng đi chạy cột dọc khung thành trong gang tấc. Chúng ta cùng xem lại pha ra chân quyết đoán của Văn Văn. Văn Văn là cầu thủ đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho các thủ Phú Đổng. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 53. Trong vòng từ phút thứ 47 khi Văn Thạnh thực hiện cú đánh đầu để nâng tỷ số lên 2-0. 6 phút trôi qua và đã có tới 3 bàn thắng được ghi cho hai đội. Trong đó có 2 bàn dành cho các thủ Bà Rịa Vũng Tàu và 1 bàn dành cho Phú Đổng.
trung thành. Đã có tình huống phạm lỗi của Thành Tài. Một pha vào bóng cao chân đối với cầu thủ được tung vào sân ở hiệp 2 bên phía các thủ Bà Rịa Vũng Tàu, đó là Ngọc Hùng. Ngọc Hùng tiếp tục là một pha bật cao đánh đầu của các thủ chủ nhà, đó là Văn Thạnh. Cắt bóng của trung vệ Viết Phú. Chuyền bóng quá nhẹ của Đức Huy. Ngọc Hùng trung thành, đường chuyền của Hoàng Hưng. Hoàng Hưng vào lúc này đang được đẩy lên chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đã thay vị trí của Hoàng Hưng vào lúc này, đó là Văn Thái. Văn Thái đã được tung vào sân ở đầu hiệp 2 để thay vị trí của Huy Tín. Thành Tài bóng vẫn trong cuộc. Đình Hai pha xử lý thoát pressing tốt của các thủ chủ nhà. Hoàng Hưng như vậy là trọng tài xác định Ngọc Hùng đã không chơi bóng ở bên ngoài đường pit. Ở bên phần sân nhà đang có một cầu thủ bên phía đội chủ nhà bị đau. Người bị đau bên phía các thủ chủ nhà có lẽ là trung vệ Hoàng Phúc. Ra đây vô dễ này em, ra đây vô.
Hoàng Phúc đã được đưa ra bên ngoài đường pit để cho bác sĩ của Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục săn sóc. Ở tình huống trước đó, Ngọc Hùng có lẽ là đã nhận được tín hiệu từ các đồng đội, anh chủ động phá bóng ra ngoài đường pit, chứ không phải là bóng đã ra ngoài sân. Các thủ Phú Đồng vừa rồi cũng đã có một pha chơi fair play, họ trả bóng lại cho các thủ chủ nhà. Đường chuyền của Trung Thành. Pha va chạm giữa Hồng Quân cùng với Huy Tín. Như vậy là Huy Tín vẫn đang có mặt ở trên sân và người rời sân để nhường chỗ cho Văn Thái đó là Hoàng Thống. Trọng tài đã thổi phạt Huy Tín. Anh có động tác vào bóng cao chân đối với Hồng Quân bên phía các thủ Phú Đồng. Thời gian thi đấu lúc này còn chừng 20 phút nữa. Về mặt lý thuyết, vẫn còn có đủ thời gian để cho cầu thủ của hai đội tìm kiếm thêm bàn thắng. Như vậy là bên phía các thủ Bà Rịa Vũng Tàu, huấn luyện viên Minh Phương vừa có thêm sự thay đổi người. Tiền đạo Quỳnh Anh đã được tung vào sân. Ở những trận đấu trước thì Quỳnh Anh thường được bố trí đá cặp cùng với Duy Khánh. Văn Thủy, Long Nhật, lại là Văn Thủy, Long Nhật, lỗi đúng không? Lỗi kéo người. Người vừa bị kéo ngã đó là Văn Thái, cầu thủ đang chơi thay vị trí của Hoàng Hưng. Hoàng Hưng cùng với Phương Thịnh và lúc này đang là bộ đôi tiền vệ trung tâm của các thủ chủ nhà. Văn Thủy, pha phối hợp không tốt giữa hai cầu thủ đội khách. Trong khoảng 15 phút thi đấu vừa qua thì cầu thủ của Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động chơi chậm lại. Họ tìm kiếm những cơ hội tổ chức phản công hơn là việc kiểm soát bóng và nhường thế trận lại cho các thủ Phú Đồng. Tuy nhiên những pha phối hợp của các thủ Phú Đồng cho đến thời điểm này cũng chưa phát huy được hiệu quả.
Bên phía các thủ Phú Đồng, lúc này huấn luyện viên Nguyễn Quốc Bình đã có 4 sự thay đổi người từ đầu hiệp 2 cho tới giờ. Các nhân tố được tung vào sân ở đầu hiệp 2 cho đến thời điểm này vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Lối chơi của các thủ Phú Đồng vẫn chưa tạo được sự gắn kết và tính nhịp điệu. Đường chuyền của Trần Vương, pha chuyền bóng hơi mạnh. Thanh Tài, đường chuyền của Văn Văn, Vong Nhật. Nỗ lực tốt nhất mà Long Nhật có thể làm trong pha chuyền bóng có phần hơi mạnh vừa rồi của Văn Văn đó là cố gắng quạt bóng để đưa bóng vào phía trong, nhưng rõ ràng đường căng ngang vừa rồi là quá nhẹ. Văn Thắng, Văn Thủy, đây là Thành Tài, Long Nhật. Lỗi của Long Nhật. Đây là một tình huống phạm lỗi chiến thuật. Đường trả bóng của đồng đội có phần mạnh và bất ngờ, nó khiến cho Long Nhật không thể kiểm soát được bóng. Và để ngăn cản một cơ hội tổ chức phản công của các thủ Bà Rịa Vũng Tàu, Long Nhật không còn cách nào khác hơn là phải phạm lỗi với Duy Khánh. Chiếc bóng như thường lệ lại là Hoàng Hưng. Lần này thì đã không có pha đánh đầu nguy hiểm nào. Lỗi cao chân của Duy Khánh. Thêm một lần nữa, các nhân viên y tế phải đưa băng ca vào sân. Lần này là để đưa cầu thủ của Phú Đồng ra bên ngoài cho bác sĩ của câu lạc bộ tiếp tục săn sóc. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Bình cũng quyết định có sự thay đổi người cuối cùng. Người rời sân là Hồng Quân. Hồng Quân chính là cầu thủ đang được bác sĩ của câu lạc bộ săn sóc và vào thay là cầu thủ mang áo số 14 Tuấn Hiệp. Đây là sự thay đổi người cuối cùng bên phía các thủ khách. Trung Thành, thẻ vàng vừa được rút ra dành cho Văn Thủy. Văn Thủy đã có pha chơi tiểu xảo đối với Văn Thạnh từ phía sau. Ở
Ở pha quay chậm vừa rồi chúng ta có thể thấy là khuỷu tay của Văn Thủy đã gác vào cằm của Văn Thạnh. Và thẻ vàng mà trọng tài Anh Vũ rút ra dành cho trung vệ trẻ của Phú Đồng là hoàn toàn chính xác. Duy Khánh cú xước bóng dứt điểm không được. Người vừa có tình huống treo bóng đó là Ngọc Hùng. Bóng được nhả lại cho Văn Thạnh. Nhưng đáng tiếc là Văn Thạnh đã không dứt điểm thành công với cú ngả người và dứt điểm bằng chân phải. Chúng ta cùng xem lại tình huống phối hợp của các thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng đội đã có pha trả bóng rất đẹp để cho Văn Thạnh có cơ hội để nâng tỷ số lên thành 4-1. Long Nhật. Trần Vương. Thành Tài. Văn Văn. Đường chuyền của Văn Thắng. Đình Hai. Bên phần sân nhà chỉ còn có hai trung vệ của đội khách đứng án ngữ, trong khi những cầu thủ còn lại đều đã dâng lên để hỗ trợ những đợt tấn công. Cầm bóng nhiều nhưng cho đến thời điểm này các thủ Phú Đồng cũng chưa tạo ra được áp lực cần thiết để có thể khiến cho hàng phòng ngự của Bà Rịa Vũng Tàu mắc sai lầm. Cơ hội phản công dành cho các thủ chủ nhà. Pha đi bóng có phần hơi ham bóng của Ngọc Hùng. Ở tình huống vừa rồi nếu như anh truyền bóng sớm cho Duy Khánh ở bên phía cánh phải thì có lẽ là sẽ có cơ hội để dứt điểm nguy hiểm hơn. Thở đi anh, thở đi anh. Thở mạnh. Văn Thạnh. Có vẻ như là sẽ có thẻ vàng dành cho Duy Khánh. Ở tình huống vừa rồi thì tiền đạo của Bà Rịa Vũng Tàu đã phải nhận một thẻ vàng lãng nhách. Đây là pha bóng mà Duy Khánh không cần thiết phải vào bóng quyết liệt như vậy. Tình huống vào bóng của Duy Khánh và nhận thẻ vàng là hoàn toàn chính xác. Động tác vào bóng chân cao và anh vào bóng bằng cầm giày. Một pha bóng mà không cần thiết phải nhận thẻ vàng. Thời gian thi đấu không còn nhiều, cách biệt vào lúc này là 2 bàn. Thế trận cũng không quá nguy cấp đối với các thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Thành Tài và lên bóng rất thoáng. Tuy nhiên cú trả bóng của Thành Tài lại quá nhẹ. Đường chuyền sệt nhưng nhẹ. Cơ hội phản công dành cho Bà Rịa Vũng Tàu. Tình huống 4-1. Đường chuyền của Ngọc Hùng quá nhẹ. Ngọc Hùng đang có một loạt những cơ hội để thực hiện những pha triển khai phản công cho Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng những pha xử lý cuối cùng của anh lại thường là vội vàng, thiếu chuẩn xác. Những đường truyền thì thường là thiếu lực. Văn Văn. Được
đẩy lên, anh đẩy lên. Trong khoảng 3 phút thi đấu vừa qua, cao thủ Bà Rịa Vũng Tàu đã có tới 4 tình huống tổ chức phản công. Long Nhật. Anh Quốc. Lỗi của Quỳnh Anh, một pha cản người không bóng sau khi anh Quốc có pha xỏ lỗ kim qua chân của Trung Thành. Phút thứ 87. Cách biệt lúc này là 2 bàn. Đã có tình huống đánh đầu ở vị trí cột 1. Tuy nhiên bóng lại đi vọt sang ngang. Người vừa có pha đánh đầu đó là Tuấn Hiệp. Cầu thủ cuối cùng được tung vào sân bên phía các thủ khách. Bên phía cao thủ Bà Rịa Vũng Tàu, bây giờ huấn luyện viên Minh Phương có sự thay đổi người cuối cùng. Người rời sân là Duy Khánh, tác giả của một cú đúp ở các phút thứ 34 và 52. Người vào thay cho Duy Khánh là Tấn Thành, mang áo số 9. Pha chạm bóng đầu tiên của Tấn Thành. Ngọc Hùng. Dứt điểm, Hoàng Hưng. Tỷ số là 4-1 cho cao thủ Bà Rịa Vũng Tàu. 4-1 nghiêng về đội chủ nhà. Cuối cùng thì Hoàng Hưng cũng đã có được bàn thắng cho bản thân mình. Ở trong hiệp 1, anh đã có một cú sút phạt trực tiếp đánh bại được hàng rào phòng ngự, đánh bại được thủ môn của đội khách. Nhưng bóng lại tìm đến sàng ngang không thành. Tuy nhiên lần này, khi mà hàng phòng ngự của các thủ Phù Đồng, một phần là đánh mất sự tập trung, một phần là cũng đã không còn được thể lực dồi dào. Đã có một tình huống xỏ lỗ kim của Hoàng Hưng qua chân của Văn Thủy trước khi anh thực hiện cú đặt lòng đưa bóng vào góc xa không thành. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 89 và đó có lẽ cũng là bàn thắng ấn định tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Một chiến thắng thuyết phục đối với các thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Với chiến thắng này thì Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có 31 điểm và họ sẽ tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Thời gian thi đấu chính thức đã hết. Hai đội có 3 phút bù giờ trong hiệp 2. Như vậy là 4 phút bù giờ chứ không phải là 3 phút.
Ngọc Hùng, Hoàng Hưng và phối hợp trung biên cùng với Tấn Thành. Hoàng Hưng, Hoàng Hưng có lẽ là định gẩy bóng sang ngang cho Văn Thạnh đang di chuyển ở chính diện khung thành của thủ môn Quang Đại. Hoàng Hưng, về mặt thế trận và cách chơi rõ ràng ở trận đấu này, các thủ Bà Rịa Vũng Tàu đã thể hiện được sự sắc nét hơn. Họ cũng có những cầu thủ có khả năng dứt điểm và tận dụng tốt những cơ hội. Trong buổi chiều ngày hôm nay, ngoài trận đấu giữa Bà Rịa Vũng Tàu với Phù Đồng tại sân Buôn Ma Thuột, và lúc này có trận đấu giữa đội chủ nhà Đắk Lắk và đội khách Phú Thọ. Trận đấu đang có kết quả hòa 2-2. Trong khi đó tại sân 19 tháng 8 ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, đây đang là những phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Khánh Hòa và câu lạc bộ bóng đá Huế. Tỷ số đang là 0-0. Tại sân vận động Bình Phước, đội chủ nhà Bình Phước sẽ tiếp đón cao thủ Cần Thơ. Trận đấu muộn nhất của vòng 20 tại giải hạng nhất đó là trận đấu giữa đội Phố Hiến với câu lạc bộ Long An. Trận đấu diễn ra tại sân trung tâm đào tạo trẻ PVF. Thành Tài, Long Nhật chân trái, cú sút quá nhẹ. Long Nhật, tiếp tục là một pha dứt điểm bằng chân trái. Lần này thì cú sút của Long Nhật đã mạnh hơn, nhưng bóng lại đi vào sàng ngang. Và đây có lẽ sẽ là những diễn biến cuối cùng của trận đấu này. Đây là trận đấu mà Bà Rịa Vũng Tàu hoàn toàn xứng đáng để giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc là 4-1. Họ đã có 45 phút thi đấu đầu tiên hoàn toàn lấn lướt hơn, sắc nét hơn so với đội khách Phù Đồng, và đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước do công của Duy Khánh. Anh cũng chính là tác giả của một cú đúp trong trận đấu này với các bàn thắng được ghi ở phút thứ 34 và 52. Ở đầu hiệp 2 của trận đấu này thì đã có một cơn mưa bàn thắng, khi mà trong 6 phút đầu của hiệp 2 đã có 3 bàn thắng liên tiếp được ghi, trước khi Hoàng Hưng ấn định tỷ số với pha lập công ở phút thứ 89 để đem về chiến thắng 4-1 chung cuộc cho các thủ Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được chúc mừng đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương và xin chia buồn đối với huấn luyện viên Nguyễn Quốc Bình, khi mà đội bóng của ông đã rất nỗ lực nhưng chỉ có được một bàn thắng danh dự. Bàn thắng được ghi do công của Văn Văn ở phút thứ 53. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ của vòng 20 giải hạng nhất giữa hai câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và Phú Đồng. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.